Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu tại U20 Châu Á 2023. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam cùng bảng B với các đối thủ U20 Iran, U20 Australia và đội tuyển U20 Qatar. Theo như lịch thi đấu, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Australia vào ngày 1 tháng 3, Qatar ngày 4 tháng 3 và đội tuyển U20 Iran vào ngày 7 tháng 3. So với thời điểm được huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt dự giải U19 Châu Á 2022 và vòng loại U20 Châu Á 2023, thì đội tuyển U20 Việt Nam ở thời điểm hiện tại của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những nét thay đổi mới. Đội không chỉ đóng khung với sơ đồ đội hình 4-1-4-1 mà còn luân chuyển giữa sơ đồ này với 3-4-3, tùy từng đối thủ mà lập mục tiêu chiến thuật khác nhau. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng muốn các cầu thủ U20 Việt Nam mạnh dạn chơi tấn công hơn, sẵn sàng áp đặt về thế trận, và với những cầu thủ ít nhiều có kinh nghiệm thi đấu tại V-League là trụ cột thì đội tuyển U20 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Quang Trường được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng hơn Cao Văn Bình. Một trong hai thủ môn còn lại là Bảo Duy và Tiến Mạnh sẽ bị loại trước khi chốt danh sách đăng ký thi đấu. Trong sơ đồ 3 trung vệ của đội tuyển U20 Việt Nam, những cầu thủ có ưu thế về chiều cao và khả năng chơi bóng bổng tốt như là Mạnh Hưng, Đức Anh, Nguyễn Hoàng bước đầu đang nhận được sự tin tưởng đến từ vị trí của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội tuyển U20 Việt Nam rất có thể sẽ là Văn Trường đến từ câu lạc bộ Hà Nội, Đức Phú đến từ Công an Nhân dân, trong khi hai tiền vệ cánh đó chính là Khuất Văn Khang và Hồ Văn Cường đến từ câu lạc bộ Viettel và Sông Lam Nghệ An. Trên hàng tiền đạo thì Bùi Vĩ Hào đến từ BKMX Bình Dương, Nguyễn Quốc Việt đến từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và vua phá lưới dài hàng nhất quốc gia Nguyễn Thanh Nhàn. Cầu thủ này đến từ câu lạc bộ Công an Nhân dân, nhiều cơ hội sẽ được đá chính. Trong 4 trận đấu giao hữu của đội tuyển U20 Việt Nam trước thềm vòng chung kết U20 châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng hai chiến thuật khác nhau, đó chính là sơ đồ 4-1-4-1 và 3-4-3. Và cho đến thời điểm hiện tại, ông thầy này đã xác định được bộ khung cho đội hình chính cho giải đấu năm nay tại Uzbekistan. Cụ thể thì khi còn ở Việt Nam, khi đấu tập với PVF Công an Nhân dân và câu lạc bộ Hòa Bình FC, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu với sơ đồ 4-1-4-1 và mang về hai kết quả hòa, đó chính là 0 đều và 3 đều trước những đối thủ này. Nhưng khi sang đến Ả Rập Xê Út và UAE, những trận đấu giao hữu này, U20 Việt Nam đã chuyển sang sơ đồ đội hình 3-4-3 khi có sự bổ sung lớn của 5 cầu thủ đến từ Sông Lam Nghệ An, BKMX Bình Dương và SHB Đà Nẵng sau khi họ đã kết thúc vòng 4 tại V-League 2023. Kết quả thì đội tuyển U20 Việt Nam đã gây một tiếng vang lớn khi đánh bại được đội tuyển U20 Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1, rồi sau đó chỉ thua Dubai City FC với kết quả 0-1 trong một thế trận mà chúng ta lấn lướt về mặt thế trận và chỉ nhận một bàn thua duy nhất sau một quả penalty của đối phương. Sau tất cả đội hình dự kiến mà chúng tôi đưa ra với trận đấu giữa đội tuyển U20 Việt Nam khi gặp đội tuyển U20 Australia ở trận đấu đầu tiên sẽ là đội hình như sau. Chúng ta sẽ có những cái tên Quang Trường, Đức Anh, Mạnh Hưng, Nguyễn Hoàng, Văn Cường, Văn Trường, Đức Phú, Văn Khang, Thanh Nhàn, Quốc Việt và cuối cùng đó chính là Vĩ Hào. Sau tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến bóng đá Việt Nam và U20 Việt Nam thi đấu tại giải U20 châu Á sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel Cập nhật bóng đá. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!